Sáng ngày 4 tháng 10, Quỹ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thành Trung, quyền Châu Phú phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Phú thuộc công an tỉnh An Giang và công an huyện Châu Phú tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư chợ Vĩnh Tre, thị trấn Vĩnh Thành Trung. Theo tình huống giả định, vị trí phát sinh cháy tại kho chứa thiết bị điện tử, điện cơ giữa nhà số 1126 1128 lan sang nhà 1126 thuộc khu dân cư tổ 1A khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thành Trung, nguyên nhân cháy do chập điện. Sự cố cháy xảy ra làm sụp đổ công trình nhà số 1126 khiến ba người bị thương và kẹt lại bên trong nhà. Khi phát hiện cháy, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng cướp điện và báo động cho mọi người biết, đồng thời thông báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Châu Phú, công an thị trấn Vĩnh Thành Trung, sau đó phá gỡ ngôi nhà đang cháy, đưa người bị nạn ra nơi an toàn. Khi nhận được tin báo, công an huyện Châu Phú quy động lực lượng phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông. Đội cảnh sát phòng cháy chữa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Phú đưa hai xe chữa cháy, một máy bơm chữa cháy và 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Tổ cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình tìm kiếm người bị nạn. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.